bởi vì một lần ngoài ý muốn, Hoắc Vũ Hạo mất đi thần lực, mất đi trí nhớ. Mất tất cả những gì đã có trước đó. Trọng sinh trở lại chính mình lúc trước đánh chết phong phí phí, thiên mộng ca cùng y lai khắc tư nhập thân chính mình một khắc kia. Hoắc Vũ Hạo giờ phút này còn có thể lựa chọn đi theo đường nhã cùng bối bối đến sự lai khắc, gia nhập đường môn hay không? Có lẽ mọi thứ đã thay đổi vì tai nạn. Chương 1 Vũ Hạo Tân Sinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thần giới Hoắc Vũ Hạo đang tu luyện, đột nhiên một đoàn hư không xuất hiện ở thần giới. Lực lượng hư không làm cho thần giới bắt đầu sụp đổ, lực lượng Hoắc Vũ Hạo không thể chống đỡ hư không thôn phệ. Bất đắc dĩ bị hút vào, mất đi ý thức. Sao còn chưa tỉnh? Đường Nhã vỗ vỗ mặt Hoắc Vũ Hạo, nhìn bối bối hỏi thăm. Hoắc Vũ Hạo bị hư không thôn phệ ở thần giới, mất đi ý thức lại một lần nữa khôi phục lại. Thời gian cũng đã tới lúc hắn hấp thu thiên mộng ca cùng y lão nhập thể. Từ một tiếng hừ nhẹ phát ra từ miệng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo từ từ tỉnh lại. Trí tuệ hồng hoàng của thiên mộng dung hợp với phụ thể của y lão khiến trong đầu Hoắc Vũ Hạo có chút hỗn loạn, giống như có rất nhiều chuyện không nhớ ra. Nhưng cuộc đời của mình cũng chỉ có 11 năm, những cực khổ trong quá khứ mình rõ mồn một trước mắt làm gì có nhiều ký ức mất đi như vậy? Hoắc Vũ Hạo khổ tư không có kết quả, trí tuệ hồn hoàng của Thiên Mộng Ca lại xông lên đầu. Khiến Hoắc Vũ Hạo quyết định không nghĩ đến những chuyện không có kết quả nữa. Đắm chìm trong niềm vui sướng tột độ khi có được hồn hoàng trăm vạn năm. Tự lẩm bẩm. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Mơ cái gì a? À? Ngươi một người ngay cả hồn kỹ cũng không có mà dám một mình tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Phương diện này rất nguy hiểm, không cẩn thận mạng nhỏ sẽ không còn, lá gan ngươi cũng quá lớn đi. May mắn ngươi vận khí tốt, vết con phong phí phí này, cũng hấp thu hồn hoàng của hắn. Bằng không mạng nhỏ của ngươi cũng không giữ được. Nói chuyện chính là bối bối, trong giọng nói có chút quán giận, bất quá thấy hoắc vũ hạo thành công đạt được hồn hoàng vẫn thở phào nhẹ nhõm. May mắn vị tiểu đệ này không sao. Cảm ơn bối đại ca, nhưng sao các ngươi lại ở đây? Hoắc Vũ Hạo nhận ra bối bối quan tâm cảm tạ, nhưng cũng có chút nghi hoặc khi bọn họ xuất hiện ở đây. Hoắc Tiểu Đệ, chúng ta suy đoán một mình ngươi ở gần cửa vào tinh đấu đại xâm lâm có phải muốn tiến vào hay không? Hai chúng ta thương lượng một chút rồi quyết định tới chiếu cố ngươi một chút, dù sao chúng ta cũng là hồn sư. Ở bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm cũng có một chút năng lực sinh tồn, nguy hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đường Nhã giải thích. Đường Nhã tỷ tỷ, Cảm ơn các ngươi." Hoắc Vũ Hạo cảm động nói, từ nhỏ hắn lớn lên trong hoàn cảnh đó, ngoại trừ mẫu thân, hầu như không có được sự quan tâm của người khác. Đường Nhã và Bối Bối đối tốt với hắn, khiến hắn cực kỳ cảm động. "Đúng rồi, Vũ Hạo đệ đệ. Vũ hồn của ngươi là cái gì?" Đường Nhã hỏi. "Là linh mâu, là mắt của ta." Hoắc Vũ Hạo thành thật trả lời. Đường Nhã và Bối Bối khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp hoắc vũ hạo không muốn giấu giếm họ quá nhiều ánh mắt bản thể võ hồn bối bối kinh ngạc nói đúng vậy võ hồn của ta đã biến dị thức tỉnh thành con mắt hoắc vũ hạo nói đến võ hồn biến dị của mình lòng chua xót không ai nhìn thấy nếu như thức tỉnh chính là bạch hổ võ hồn vậy vận mệnh của mình cùng mẫu thân tuyệt đối sẽ không bi thảm như vậy mẫu bằng tử quý mẫu thân cũng tuyệt đối không thể chết chấm ho chấm hoa n. Hoắc Vũ Hạo ta thề, cuộc đời này nhất định phải báo thù các ngươi. Cho các ngươi quỳ gối trước mộ mẫu thân sám hối. Cưu hận trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên rồi biến mất, nhưng hắn che giấu rất tốt. Không hề bị Đường Nhã và Bối Bối phát hiện. Võ hồn bản thể tốt, thuộc tính tinh thần, sau này trưởng thành nhất định sẽ rất cường đại, Vũ Hạo đệ đệ cố lên. Đường Nhã rất hâm mộ võ hồn của Hoắc Vũ Hạo ai bảo võ hồn của mình là Lam Ngân Thảo chứ? Có thể mạnh hơn vũ hồn bạch hổ sao? Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy rằng có thể giai đoạn đầu bạch hổ võ hồn sẽ mạnh hơn một chút, nhưng Hoắc tiểu đệ, bản thể võ hồn của ngươi cũng sẽ có không gian trưởng thành rất mạnh, nếu kỳ ngộ thích đáng, sẽ mạnh hơn bạch hổ võ hồn cũng không thể nói được. Bối bối mặc dù không biết tại sao Hoắc Vũ Hạo phải so sánh với võ hồn bạch hổ, nhưng vẫn căn cứ vào hiểu biết của mình mà trả lời sau này sẽ mạnh hơn sao? Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm nói. Đường Nhã và Bối Bối cho rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ vui vẻ khi biết vũ hồn của mình mạnh hơn. Thật tình không biết, Hoắc Vũ Hạo lại càng muốn thức tỉnh Bạch Hổ trong miệng bọn họ. Được rồi, Vũ Hạo đệ đệ, không cần nghĩ xa như vậy. Bây giờ ngươi đã hấp thu hồn hoàng của phong phí phí chính thức trở thành một hồn sư, sau này có tính toán gì không? Đường Nhã cắt đứt liên tưởng của Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, chính mình vốn định tùy tiện đánh chết một con hồn thú, trở thành hồn sư, lại chậm rãi suy nghĩ về sau. Bất quá thiên mộng ca xuất hiện, để cho mình báo thù chân chính có trong cậy, dù sao bạch hổ phủ công tước, thế lực cường đại như vậy. Hồn hoàng thứ nhất chỉ là hồn hoàng 10 năm, báo thù tuyệt đối không có hy vọng. Nhưng hiện tại có thiên mộng ca cái này trí tuệ hồn hoàng, tương lai của mình tuyệt đối một mảnh bằng phản đồ là nên nghĩ xem trưởng thành như thế nào. Đường Nhã cùng bối bối thấy Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lắc đầu cho rằng Hoắc Vũ Hạo đối với tương lai không có tính toán gì, dù sao một người đến tinh đấu đại sâm lâm săn giết hồn thú cũng có nghĩa là phía sau hắn không có thế lực gì. Hiện tại mê man cũng là bình thường. Đường Nhã mời Hoắc Vũ Hạo. Đường Môn, từng là đệ nhất tông môn đại lục. Đường Môn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng đọc ra. Ngươi biết Đường Môn? trước kia nghe mẫu thân nhắc tới là tông môn do nhân vật truyền kỳ đường tam sáng lập vạn năm trước đã từng thay đổi cục diện đại lục hoàng cực nhất thời là chuyện xưa thuộc về truyền kỳ hoắc vũ hạo khát khao nói nếu có được thực lực của đường tam mình và mẫu thân sao có thể chịu nhiều khuất nhục như vậy đường nhã nghe hoắc vũ hạo kể về sự huy hoàng của đường môn cũng rất kiêu ngạo nhắc tới thân phận đường môn chủ của mình đường nhã tỷ 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 là môn chủ Hoắc Vũ Hạo vô cùng giật mình trước thân phận của Đường Nhã. Đúng vậy, thế nào, có nên cân nhắc gia nhập chúng ta hay không? Đường môn chúng ta công pháp đều là độc nhất vô nhị cao thâm công pháp trên đại lục nha, coi như là so với Sử Lai Khắc Học Viện nội tình, vậy cũng là không kém chút nào. Nhắc tới công pháp của Đường môn, Đường Nhã khen không dứt miệng. Bối Bối ở một bên cũng âm thầm gật đầu, hắn là đại sư huynh của Đường Môn, cũng là sinh viên tài cao của Sử Lai Khắc Học Viện. Công pháp của cả hai đều có hiểu biết. Lời Đường Nhã nói quả thật không phải là khoác lác, công pháp của Đường môn đích xác có chỗ đáng khen. Hoắc Vũ Hạo vừa định tiếp nhận, nhưng trong tiềm thức lại đột nhiên bộc phát ra một loại xúc động, nếu muốn báo thù phủ công tước Bạch Hổ, tuyệt đối không thể gia nhập Đường môn. Vốn lấy thiện ý của Bối Bối và Đường Nhã đối với Hoắc Vũ Hạo cùng với tuyệt học Đường Nhã nhắc tới sau khi gia nhập Đường môn đã truyền thụ cho hắn, Hoắc Vũ Hạo vô cùng động tâm nhưng ngay khi mình muốn đáp ứng, nội tâm truyền đạt trung động khiến Hoắc Vũ Hạo vô cùng sợ hãi. Gia nhập đường môn sẽ không cách nào báo thù. Hoắc Vũ Hạo từ khi sinh ra tới nay đã phải chịu bao nhiêu khuất nhục. Mẫu thân hắn Hoắc Vân lại gặp bao nhiêu cực khổ, thậm chí cách đây không lâu không chịu nổi gánh nặng qua đời. Tuy rằng mẫu thân đến chết cũng không có oán qua năm nhân kia, nhưng mình làm sao có thể quên vận mệnh của mình cùng mẫu thân làm sao có thể quên mẫu thân chết ở trong lòng mình lúc tuyệt vọng? Làm sao có thể quên mình đổi họ hoắc, không muốn cùng người nọ có một chút liên quan quyết tâm? Cuộc đời này không thể báo thù, vậy cuộc đời hoắc vũ hạo ta có ý nghĩa gì? hoắc vũ hạo ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Chương 2 Lên đường Nhật Nguyệt Đế Quốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đường Nhã và bối bối nhìn hoắc vũ hạo muốn nói lại thôi, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Vừa rồi thấy Hoắc Vũ Hạo nghe được công pháp của đường môn, rõ ràng là có ý động, nói được một nửa đột nhiên trầm mặt xuống. Hơn nửa sắc mặt lại âm trầm đáng sợ, trong cơ thể tự hồ có quái thú muốn gào thét. Thật có lỗi, bối đại ca, đường nhã tỷ tỷ Ta không thể gia nhập đường môn, ta còn có một số việc phải làm. Hoắc Vũ Hạo bình phục tâm tình nói với bối bối và đường nhã. Vũ Hạo đệ đệ, ngươi vừa rồi. Được rồi, tiểu nhã, hoắc tiểu đệ nếu còn có chuyện muốn làm, vậy đừng ép buộc hắn. hoắc tiểu đệ, đường môn vĩnh viễn hoan nghênh ngươi, nếu hiện tại không muốn gia nhập đường môn vậy cũng không sao. Chờ chuyện của ngươi làm xong, sẽ trở về tìm bối đại ca và tiểu nhã tỷ tỷ Đường nhã còn chưa nói xong đã bị bối bối cắt ngang, hắn nhìn ra hoắc vũ hạo có tâm sự, tự hồ có chút mâu thuẫn với đường môn, liền không cưỡng cầu nữa. Cảm ơn các ngươi, bối đại ca, Tiểu Nhã tỷ tỷ, các ngươi là người tốt nhất đối với ta ngoại trừ mẫu thân ta, chờ ta làm xong chuyện nên làm, ta nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Nếu không có ý định gia nhập Đường môn, Hoắc Vũ Hạo liền định cáo biệt bối bối và Đường Nhã. Được, Hoắc tiểu đệ, hy vọng ngươi có thể thuận lợi, vậy chúng ta chia tay đi. Sau này gặp khó khăn gì, hãy đến Sử Lai like Khắc học viện tìm ta và Tiểu Nhã tỷ tỷ, chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Bối bối nghe ra ý tứ của Hoắc Vũ Hạo, liền chủ động nói lời tạm biệt. Được, cảm ơn bối đại ca, chúng ta chia tay ở đây, cũng hy vọng các ngươi có thể trọng chấn vinh quang của đường môn. Hoắc Vũ Hạo chúc phúc một câu rồi đứng dậy rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Hoắc Vũ Hạo ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, đang đi không mục đích. Trong đầu vang lên thanh âm của thiên mộng băng tầm. Vũ Hạo, ngươi vừa rồi vì sao cự tuyệt bọn họ, nghe bọn họ nói đường môn công pháp kia hình như rất lợi hại. Sử lai khắc học viện ta nghe nói qua, cho dù là đám người tinh đấu đại xâm lâm nhắc tới bọn họ cũng rất kiên kỵ a, à, có thể nội tình của bọn họ cân sức ngang tại công pháp, nhất định sẽ không kém. Thiên mộng ca, kỳ thật ta cũng rất động tâm đối với công pháp đường môn trong truyền thuyết. Nghe nói, đó là đường môn tổ tiên đường tam sáng chế, quy lực tuyệt đối kinh người. Nhưng ngay lúc ta muốn đáp ứng, trong tiềm thức đột nhiên xuất hiện một thanh âm thanh âm kia nói cho ta biết nếu ta lựa chọn gia nhập đường môn như vậy thù của mẫu thân ta sẽ không giải quyết được gì thiên mộng ca ngươi biết không nếu như cuộc đời này không thể báo thù vậy ta sống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đáng lẽ tôi nên đi cùng mẹ từ lúc mẹ tôi chết trong vòng tay tôi nhưng tôi không tôi sống sót đối với ta mà nói sống ý nghĩa chính là trở nên mạnh mẽ sau đó để cho hai người kia quỳ gối ta mẫu thân trước một phần sám hối. Hoắc Vũ Hạo nói xong, trong mắt lộ ra hận ý ngập trời. Nghe Hoắc Vũ Hạo nói kiên quyết, Thiên Mộng Băng Tầm cũng có chút xúc động. Thở dài. Tiểu tử ngươi, hận ý ngươi còn sâu hơn cả ca bị đám gia súc kia tra tấn mười vạn năm. Bất quá, yên tâm đi, Vũ Hạo. Ca đã lựa chọn ngươi, vậy nhất định sẽ trợ giúp ngươi leo lên đỉnh núi đánh ngã hết thảy địch nhân. Cảm ơn anh Thiên Mộng. Anh là hồn thú tốt nhất đối với em ngoài mẫu thân em ra. Hoắc Vũ Hạo lau khóe mắt, cảm động nói. Ngươi tiểu tử này, vừa rồi hai người kia là ngoại trừ mẫu thân đối với ngươi tốt nhất người, ca chính là tốt nhất hồn thú đúng không? Hắc hắc, Thiên Mộng ca, tiểu tâm tư của ta bị ngươi phát hiện rồi. Hoắc Vũ Hạo tâm tình khôi phục rất nhiều, cùng Thiên Mộng băng tầm đùa giỡn một câu. Thống khổ lâu dài khiến Hoắc Vũ Hạo học được cách giấu bi thương ở đáy lòng, không muốn dễ dàng bày ra sự yếu đuối của mình. Đem loại yếu đuối này hiện ra bên ngoài là biểu hiện của sự yếu đuối. Trải nghiệm từ nhỏ đã cho Hoắc Vũ Hạo biết, sự yếu đuối của mình chỉ khiến mọi người rời xa hắn. Mà điều này đối với báo thù mà nói, không có ý nghĩa gì. Ngươi đã cự tuyệt đường môn, vậy sau này muốn đi đâu? Ta đối với thế giới nhân loại các ngươi hiểu rất ít a à, thanh âm thiên mộng băng tầm lại vang lên trong đầu. Ta cũng không biết. Nhắc tới con đường tương lai, hoắc vũ hạo cũng có chút mê mang. Dù sao hắn vẫn chỉ là một cái 11 tuổi hài tử, những năm này lại một mực thân ở nặng nề lao động bên trong, thời gian còn lại toàn bộ dùng để minh tưởng, lúc này mới vừa ở gần đây đạt tới 10 cấp hồn lực. Mới chỉ có đứa bé 11 tuổi, nhưng không có mấy ngày tốt lành mẫu thân duy nhất nương tựa lẫn nhau cũng qua đời, hoắc vũ hạo mất đi con đường duy nhất để nhân loại cảm thụ ấm áp. Vận mệnh của đứa nhỏ này thật sự là nhiều thăng trầm, lúc trước hoắc vũ hạo không có hắc hóa, hơn nữa tha thứ cho đới hạo cùng đới hoa bân thật sự là làm cho người ta thổn thức, trực tiếp phủ định hoắc vũ hạo cùng mẫu thân hắn gặp cực khổ. Có lẽ, cho dù hoắc vũ hạo trở thành thần tình cảm, cũng không quên cừu hận trước kia cắm rễ trong lòng hắn chỉ là bất đắc dĩ mới có thể che giấu bản thân thật tốt vừa rồi tiềm thức đối với mình muốn gia nhập đường môn kia mãnh liệt chống cự cũng ngụ ý những thứ này đúng rồi thiên mộng ca ta là hồn sư loại tinh thần hơn nữa hồn hoàng trí tuệ xưa nay chưa từng có vậy tinh thần lực của ta nhất định sẽ trở nên phi thường cường đại đương nhiên ca là hồn hoàng trăm vạn năm độc nhất vô nhị tuy rằng hồn lực bị đám súc sinh kia hút không còn lại bao nhiêu nhưng tinh thần lực vẫn là tiêu chuẩn trăm vạn năm hồn thú, ngoại trừ giao cho ngươi bốn cái hồn kỹ cường đại, còn phong ấn lực lượng tinh thần khổng lồ, chỉ cần ngươi có thể đem những lực lượng này tiêu hóa, vậy tinh thần lực của ngươi sẽ trở thành đệ nhất nhân dưới thần. Trong thế giới tinh thần, thiên mộng băng tầm kiêu ngạo vỗ ngực nói. Vậy thì tốt quá, thiên mộng ca, chúng ta đi nhật nguyệt đế quốc đi. Nghe nói nơi đó là nơi phát triển hồn đạo khí nhanh nhất đại lục mà chế tạo hồn đạo khí quan trọng nhất chính là tinh thần lực, chúng ta nhất định có thể thi triển ở đó. Hoắc Vũ Hạo có chút khác Khao nói, nhiều khi tinh thần lực cũng không thể thể hiện một người mạnh yếu. Nhưng lợi dụng tinh thần lực chế tạo ra hồn đạo khí lại có thể tạo ra lực sát thương khủng bố. Hắn giết chết phong phí phí chính là lực lượng hồn đạo khí. Ngoài ra còn có một điểm, đó chính là giao giới giữa Nhật Nguyệt Đế quốc và Tinh La Đế quốc thường xuyên bùng nổ chiến tranh bạch hổ công tước đới hạo ngay tại chiến trường kia, sau khi mình gia nhập Nhật Nguyệt đế quốc, nói không chừng có thể gặp lại hắn trên chiến trường. Nghĩ tới đây, hoắc vũ hạo nắm chặt nắm đấm của mình. Nghĩ đến cảnh tượng cùng hắn gặp nhau trên chiến trường liền không khống chế được có chút hưng phấn. Chờ xem, đến lúc đó chính là thời khắc chúng ta tính sổ, nhìn thấy ta ngươi nhất định sẽ rất giật mình đi, ta đã thề phải cho ngươi quỳ gối trước một phần mẫu thân sám hối, liền nhất định sẽ làm được không đợi thiên mộng băng tầm phản đối, hoắc vũ hạo liền cất bước. Dù sao thiên mộng ca nói đối với xã hội nhân loại không quen thuộc, vậy chỉ có thể tự mình quyết định. Tốt. Thiên mộng ca, quyết định, liền đi nhật nguyệt đế quốc. Lên đường. Chương 3. Đến. Nhật nguyệt đế quốc. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoắc Vũ Hạo dựa vào tinh thần chịu khó chịu khó của mình, tiến vào một chi thương đội của Tinh La Đế quốc giao dịch với Nhật Nguyệt Đế quốc. Hắn cũng không có tiết lộ chính mình hồn sư thân phận, chỉ là nói cho thương đội người phụ trách là một gã cô nhi, không nơi nương tựa. Muốn vào thương đội làm việc vặt, chỉ cần có thể cho miếng cơm ăn để cho mình sống sót là được. Hai tay chịu khó của Hoắc Vũ Hạo khiến người phụ trách thương đội dễ dàng tin vào câu chuyện của Hoắc Vũ Hạo. Dù sao, không phải hài tử nhà nghèo khó thì rất khó lưu loát như Hoắc Vũ Hạo. Người phụ trách nhìn ra Hoác Vũ Hạo là người chịu khổ từ nhỏ, trong lòng tự nhiên cũng có một phần thương hại. Nguyện ý cho hắn một miếng ăn. Thương đội quanh đi quẩn lại, trên đường đi qua thành phố sẽ dừng lại nghỉ ngơi hồi phục một phen, tiến hành giao dịch. Cứ như vậy hao phí gần hai tháng thời gian, thương đội rốt cục đã đến mục tiêu của chuyến đi này, nhật nguyệt đế quốc thành thị lớn nhất, Minh Đô. Sau khi thương đội tới, tìm được điểm dừng chân, liền bắt đầu hoạt động dù sao thương đội mục đích là vì giao dịch kiếm tiền, đem tình là đế quốc hàng hóa tiến hành bán ra, lại mua vào nhật nguyệt đế quốc hàng hóa trở về bán. Trên đại lục bốn quốc gia thông nhau có hay không, thương đội như vậy không biết có bao nhiêu, giữa các quốc gia tuy rằng cũng sẽ có xung đột, nhưng cũng sẽ không chậm trễ kiếm tiền. Hai tháng đi đường cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo và người trong thương đội tương đối quen thuộc, bởi vì tay chân lưu loát của hắn để lại cho mọi người ấn tượng rất tốt nhưng lúc này hoắc vũ hạo đang tạm biệt người phụ trách Người muốn rời khỏi thương đội người phụ trách không tự chủ nhíu mày lại Người không phải cô nhi sao rời khỏi thương đội đi nơi nào nơi đất khách quê người ở chỗ này không có người quen ngươi làm sao sống sót không có lỗi phương tiên sinh kỳ thật ta lường ngài ta ở tinh la đế quốc không nổi nữa cho nên mới lấy cớ gia nhập thương đội đi theo các ngươi đến nhật nguyệt đế quốc Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ ra lý do giải thích cho người phụ trách. Ở không nổi nữa. Vì sao? Nhà chúng ta đắc tội với một vị đại nhân vật, cha mẹ đều bị hắn giết. Ta liều mạng mới trốn thoát, nhưng một mình ta cũng không biết nên đi nơi nào. Vừa lúc đụng phải các ngươi, liền thuận thế gia nhập các ngươi, rời khỏi Tinh La Đế quốc. Về phần sinh tồn, ngài không cần lo lắng. Ta có tay có chân ở nơi nào cũng có thể tìm được việc làm cũng sẽ không chết đói. Được rồi, vậy ngươi bảo trọng, chuyện này ta cũng không giúp được ngươi. Ngươi phụ trách cùng Hoắc Vũ Hạo Bình Thủy Tương Phùng, tuy rằng hai tháng này ít nhiều có chút cảm giác tốt, nhưng tuyệt đối không đáng vì Hoắc Vũ Hạo mà gặp phải phiền toái lớn như vậy. Nói hai câu bảo trọng đã xem như nhân chí nghĩa tận. Dù thế nào, tôi cũng rất biết ơn cô. Hoắc Vũ Hạo nói xong liền rời đi, hắn ước gì thái độ của người phụ trách lạnh nhạt hơn một chút như vậy sẽ không sinh ra nhiều phiền toái hơn. Nhật Nguyệt Đế quốc ta tới đây. Hoắc Vũ Hạo có dự cảm, mình sẽ mạnh lên ở chỗ này, trở nên rất mạnh. Một tuần sau, Hoắc Vũ Hạo rốt cục thăm dò một ít tình huống cơ bản của Minh Đô. Sau khi hài tử đến 6 tuổi, có thể đến cơ cấu quản lý hồn sư chuyên biệt của Nhật Nguyệt Đế quốc thức tỉnh võ hồn. Điểm ấy cũng giống như Nguyên Đấu La Đại Lục Tam Quốc lớn hơn một chút có hồn lực là có thể báo danh hồn sư học viện, bất quá Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Nguyên Đấu La Đại lục Tam quốc có chút bất đồng. Nguyên Đấu La Đại lục Tam quốc cơ bản đều lấy hồn sư học viện làm chủ, mà nơi này khắp nơi đều là hồn đạo sư học viện, hồn sư học viện ngược lại không có mấy cái. Nhưng đây cũng là tâm ý của Hoắc Vũ Hạo, thiên phú hồn sư của mình thật sự có chút không lên được mặt bàn, hồn lực trời sinh chỉ có một cấp, tốc độ tu luyện chậm như rùa đen cũng may mình còn có chút tinh thần lực thiên phú, không chừng có thể ở chỗ này đạt được bồi dưỡng không tệ. Ít nhất hẳn là so với học viện sử lai like khác mình được coi trọng nhiều hơn một chút. Nơi đó nổi danh chỉ thu quái vật không thu người bình thường, giống chính mình như vậy bình thường không thể lại bình thường người bình thường cho dù miễn cưỡng tiến vào cũng chỉ có thể là lót đấy. Huống chi mình rất có thể không thể thông qua khảo hạch nhập viện. Nhật Nguyệt đế quốc bên này tình huống sẽ khá hơn một chút, Nhật Nguyệt Đế quốc nhân hồn sư thiên phú tu luyện chỉnh thể có chút không đủ, cho nên cho dù Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện ngưỡng cửa nhập viện cũng sẽ không rất cao. Hoắc Vũ Hạo cố gắng tiến vào, đó chính là học phủ cao nhất Nhật Nguyệt Đế quốc. Thực lực cũng chỉ kém Sử Lai Khắc một bậc. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói là nơi tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo đã tìm hiểu rõ ràng, đầu tháng sau học viện Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư triển khai chiêu sinh, yêu cầu chiêu sinh là Trước 12 tuổi hồn lực ít nhất đạt tới cấp 12, người có tinh thần lực thiên phú có thể thoải mái yêu cầu. Yêu cầu chiêu sinh này đối với Hoắc Vũ Hạo có chút vất vả, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đạt tới. Hơn 2 tháng nay, Hoắc Vũ Hạo không ngừng tu luyện, hồn lực của hắn đã tiếp cận đột phá, cách mùng 1 tháng sau còn có nửa tháng, lập tức có thể đạt tới yêu cầu tuyển sinh của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia, huống chi Hoắc Vũ Hạo còn chưa tới 12 tuổi, hơn nữa có thiên phú tinh thần lực, Hoàn toàn có thể thông qua khảo hạch nhập viện. Ngày nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện nhập viện khảo thí. Hoắc Vũ Hạo đang xếp hàng dài trong đội ngũ chiêu sinh. Đây là đại ngộ mà người bình thường nên có. Không có thực lực xuất chúng, không có thiên phú kinh người, cũng chỉ có thể không có tiếng tâm dị trong người bình thường. Đội ngũ rất dài. May mà Hoắc Vũ Hạo có tinh thần chi hải thiên mộng ca có thể nói chuyện giải sâu. Vũ Hạo à, cậu nói cậu chọn học viện này có đáng tin không? Đương nhiên, Thiên Mộng Ca. Đây là học viện có thực lực xếp hạng thứ hai trên đại lục. Không đi được sử lai like khắc thì tới đây là tốt nhất. Huống chi chỉ có ở đây, thiên phú tinh thần lực của ta mới có thể chính thức phát huy, chế tạo ra hồn đạo khí cường đại. Thiên mộng băng tầm thấy hoắc Vũ Hạo có chút si mê hồn đạo khí, nhìn không được mở miệng nhắc nhở. Vũ Hạo, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ hồn đạo khí trong miệng ngươi cường đại cỡ nào, nhất định phải có đủ thực lực mới có thể khống chế, thực lực bản thân mới là cơ sở của tất cả. Húng hồ đợi sau khi ngươi cấp 20, ta mang đến cho ngươi vũ hồn thứ hai kích hoạt mới là lúc tìm long trùng thiên chân chính, không nên bị ngoại vật tạm thời tăng lên mê hoặc hai mắt. Hoắc Vũ Hạo vô cùng coi trọng lời Thiên Mộng Băng Tầm nói, trịnh trọng nói: "Ta nhớ kỹ, Thiên Mộng ca, ta cũng nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hồn đạo khí chỉ là thủ đoạn để ta tăng cường thực lực, không phải căn bản. Thiên mộng băng tầm thấy Hoắc Vũ Hạo nghe lời mình cũng cảm thấy vui mừng. Đang lúc bọn họ nói chuyện trong tinh thần hải, đội ngũ cũng xếp hàng tới chỗ Hoắc Vũ Hạo. Đã đến lúc kiểm tra nhập viện. Tuổi xương. 11 tuổi, đủ điều kiện hồn lực. Cấp 12, đủ tư cách. Sau khi kiểm tra cơ sở, Hoắc Vũ Hạo đi tới cửa tiếp theo. Triển lãm vũ hồn, phóng thích hồn kỹ, xem có thiên phú tinh thần lực hay không. Một lão giả nói với Hoắc Vũ Hạo. Dạ, tiền bối. Hoắc Vũ Hạo lập tức phóng thích võ hồn, đôi mắt màu lam đậm sáng lên, Hoắc Vũ Hạo phóng thích võ hồn của mình. Tinh thần tham trắc, tinh thần cộng hưởng đồng thời mở ra. Mọi thứ xung quanh đều phản chiếu rõ ràng trong đầu sát hạch lão sư. Cái này. Lão giả ngay từ đầu bị dọa nhảy dựng, thất thần một lát mới kịp phản ứng. Cò sát một cái đứng dậy, ánh mắt nhìn chầm chầm hoắc vũ hạo, giống như muốn nhìn thấu hắn. Chương 4 Sơ lộ phong mang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đây là hồn kỹ của ngươi. Hai mắt lão giả nhìn chầm chầm hoắc vũ hạo, dường như chỉ có xác nhận chính miệng hoắc vũ hạo khẳng định, mình mới dám tin đây là sự thật. Đúng vậy, gia gia. Đây là đệ nhất hồn kỹ của con, tinh thần tham trắc cùng hưởng vũ hồn của con là con mắt của con vũ hồn biến dị hoắc vũ hạo lễ phép giải thích một câu hắn có thể nghĩ đến có lẽ võ hồn của mình ở nhật nguyệt đế quốc cực kỳ coi trọng nghiên cứu hồn đạo khí sẽ nhận được một ít coi trọng nhưng vẫn là đối với biểu hiện cực kỳ khẩn trương này của lão giả lại càng hoảng sợ tinh thần dò xét cùng hưởng vũ hồn là con mắt lão giả nhận được câu trả lời khẳng định thì thào vài câu ngươi ở chỗ này chờ một chút ngàn vạn lần không nên rời đi, ta đi vào thông báo. Lão giả dặn Hoắc Vũ Hạo một tiếng, để hắn tạm thời chờ đợi. Có lẽ là cảm thấy chỉ là để cho hắn chờ đợi có vẻ có chút khinh thường, vì vậy ở phía sau lại nặng nề bổ sung một câu. Có lẽ ngươi sẽ trở thành đệ tử được coi trọng nhất của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư lần này. Nói xong lão giả liền bước nhanh rời đi. Vũ Hạo, có lẽ ngươi sẽ được Học viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng thanh âm thiên mộng băng tầm vang lên trong đầu hoác vũ hạo. Nó cảm nhận được cảm xúc dao động cực kỳ nồng đậm của nhân loại lúc nãy. Giá trị võ hồn của Hoắc Vũ Hạo ở Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể tưởng tượng được. Hoắc Vũ Hạo thân là người của Nguyên Đấu La Đại Lục đã đánh giá thấp. Có lẽ không chỉ vậy. Hoắc Vũ Hạo thấy lão giả khiếp sợ vũ hồn và hồn kỹ của mình thì hơi thất thần. Hắn biết, trong lịch sử đại lục những cường giả truyền kỳ xuất thân học viện sử lai khắc. Bản thân chính là truyền kỳ. Nếu như không có sự tồn tại của sử lai khắc, thành tựu của bọn họ tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ là bị sử lai khắc càng nhiều quan hoàng bao phủ, vì vậy quan hoàng trên người bọn họ ngoại trừ mang đến vinh quang cho mình, cũng vì thanh danh của sử lai khắc học viện tăng thêm màu sắc. Loại người không có đặc điểm gì như mình, tuyệt đối không thể trổ hết tài năng từ sử lai khắc. Có lẽ sau khi thức tỉnh võ hồn thứ hai, mình sẽ tăng thêm một ít trọng lượng nhưng tuyệt đối không có mức độ coi trọng như học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo có dự cảm, đại kế báo thù của mình hôm nay chính thức mở mang. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo và Thiên Mộng Băng tầm còn đang đắm chìm trong chấn động do sự coi trọng bất thình lình của lão giả mang đến, hắn đã mang theo một lão giả khác mặt trường bào màu đen hoa lệ nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt, lão giả trường bào hoa lệ kia cũng đã đi tới trước mắt Hoắc Vũ Hạo. Người chính là thiếu niên mắt vũ hồn lão giả trường bào hoa lệ đi thẳng vào chủ đề. Đúng vậy. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng phục hồi tinh thần, trả lời lão giả trường bào hoa lệ. Đem hồn kỹ của ngươi triển lãm cho ta xem. Lão giả trường bào hoa lệ nghe được trả lời khẳng định, ngữ khí phi thường ôn hòa nói. Hoắc Vũ Hạo biết đây là điều không thể tránh khỏi, trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên trong đôi mắt màu lam đậm của Hoắc Vũ Hạo dưới chân một vòng hồn hoàng màu trắng chậm rãi dâng lên. Tinh thần dò xét, tinh thần cùng hưởng. Hai hồn kỹ cùng phóng thích. Tất cả chi tiết vật thể phụ cận trong nháy mắt hiện ra trong đầu lão giả trường bào hoa lệ. Mặc dù lão giả mặt trường bào hoa lệ đã nghe nhân viên kiểm tra báo cáo, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo khiếp sợ. Trời phù hộ nhật nguyệt, thật sự là trời phù hộ nhật nguyệt lại để cho nhật nguyệt đế quốc ta có được nhân tài như thế hoắc vũ hạo lão phu kính hồng trần hôm nay ngươi đã thông qua khảo hạch nhập học chúc mừng ngươi chính thức trở thành đệ tử của học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư hoắc vũ hạo cảm thấy hết sức kinh ngạc từ tình báo hắn tìm hiểu được vị lão giả tên là kính hồng trần này chính là viện trưởng học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư nhân vật cao tầng tuyệt đối của nhật nguyệt đế quốc không tiến hành kiểm tra nữa chỉ một câu đã quyết định thân phận học viên của Hoắc Vũ Hạo. Cái này cũng không thẹn với địa vị viện trưởng Kính Hồng Trần học viện. Không nghĩ tới chính mình chỉ là triển lãm một lần hồn kỹ liền dẫn tới nhân vật như thế đến xem xét tình huống của mình. Cảm ơn viện trưởng Kính Hồng Trần, nhưng ta muốn thẳng thắn với ngài một chuyện. Hoắc Vũ Hạo quyết định nói cho Kính Hồng Trần biết thân phận người tinh la đế quốc của mình. Hiện tại không nói, ngày sau bị người tra ra cũng là chuyện phiền toái chuyện gì? Kính Hồng Trần hơi tò mò về chuyện Hoắc Vũ Hạo muốn nói với mình. Ta vốn là người của tinh la đế quốc, bởi vì bị kẻ thù đuổi giết, một đường chạy trốn tới nhật nguyệt đế quốc. Hoắc Vũ Hạo giấu giếm chuyện mình đến từ phủ công tước bạch hổ thế như nước với lửa của nhật nguyệt đế quốc, bị ra một lý do tương tự. Không sao, Vũ Hạo, nếu đã thông qua khảo hạch của học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư, đương nhiên là một phần tử của nhật nguyệt đế quốc chúng ta không hỏi xuất thân, chỉ cần không có ác ý với đế quốc, thành tâm gia nhập chúng ta, chúng ta sẽ hết sức hoan nghênh. Hơn nữa tới nơi này, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề kẻ thù, muốn làm tổn thương học sinh học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, trước tiên hỏi qua hồn đạo sư cấp chính của ta rồi nói sau. Ngươi chỉ cần ở chỗ này an tâm học tập, chờ trưởng thành là có thể tự mình báo thù, hơn nữa học viện cũng sẽ cung cấp trợ giúp nhất định. Kính hồng Trần Trấn An Hoắc Vũ Hạo cũng biểu đạt sự coi trọng của mình đối với hắn. Về phần có âm thầm điều tra Hoắc Vũ Hạo hay không thì không ai biết được. Cảm ơn Kính Hồng Trần Viện Trưởng. Hoắc Vũ Hạo cảm động nói. Giống như từ sau khi mình hấp thu hồn hoàng trí tuệ của thiên mộng ca cùng hạt châu màu xám kia nhập vào người, gặp được mỗi người đều đối với mình rất tốt. Nếu như lúc trước chính mình không có rời đi bạch hổ phủ công tước, hiện tại nói không chừng vẫn là một phủ đệ tầng dưới chót nhất tôi tớ, bị tất cả xem thường chính mình rõ ràng là cái kia quyền thế ngập trời người nhi tử nhưng căn bản không chiếm được bất kỳ một chút quan tâm nào ở ngoài cửa ký túc xá một thị nữ trước mặt hoác vũ hạo bưng một cái khay màu bạc trên đó đặt đồng phục học sinh một quyển sổ tay một tấm bản đồ và một chiếc chìa khóa học viên hoác vũ hạo đây là ký túc xá được phân phát cho ngài sổ tay học viên và bản đồ học viện chúc mừng ngài trở thành học viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư. Thị nữ giới thiệu vật phẩm cho Hoắc Vũ Hạo, khi nhắc tới Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, trên mặt thị nữ lộ ra vẻ kiêu ngạo. Rất nhiều hồn đạo khí tiên tiến của Nhật Nguyệt Đế Quốc đều xuất phát từ nơi này, nơi này đích thật là kiêu ngạo của người Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngài nghỉ ngơi cho tốt, có nhu cầu gì có thể tìm ta, ta cáo từ trước. Thị nữ giới thiệu Hoắc Vũ Hạo xong liền rời đi. Vũ Hạo, ngươi hiện tại chính thức gia nhập học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Xem biểu hiện của viện trưởng, ngươi thật sự có thể được coi trọng bồi dưỡng A, thiên mộng băng tầm ở tinh thần hải trao đổi với Hoắc vũ hạo. Đúng vậy, thiên mộng ca, kỳ thật ta cũng không thể tin được hết thảy, tuy nói có ngươi trợ giúp, ta nhất định có thể trở thành cường giả, nhưng hơn nữa Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện bồi dưỡng, ta báo thù thời gian nhất định sẽ rút ngắn thật nhiều. Chương 5 Mộng Hồng Trần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngày thứ hai sau khi đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, Hoắc Vũ Hạo vẫn rời giường sớm, hắn đã sớm dưỡng thành thói quen dậy sớm, đây cũng là một trong những phẩm đức thiết yếu của bọn nhỏ nghèo khổ. Sau khi trở thành học sinh của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư, Hoắc Vũ Hạo mỗi tháng đều được trợ cấp 20 kim hồn tệ. Số tiền này cũng đủ để Hoắc Vũ Hạo sống, không cần phải đi làm kiếm thù lao không đáng kể còn không bằng đem thời gian dùng vào tu luyện nhưng vừa tới học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư hoắc vũ hạo vẫn quyết định đi dạo một chút về phần tu luyện vậy cũng không kém một chút thời gian học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư rất lớn hoắc vũ hạo đi lòng vòng cho tới trưa còn chưa đi hết một phần năm học viện tới gần giữa trưa hoắc vũ hạo chuẩn bị đi căng tin ăn cơm hôm qua kính hồng trần nói cho hắn biết Xế chiều hôm nay sẽ có một hồn đạo sư đẳng cấp cao đến thu nhận hắn làm đệ tử, Hoắc Vũ Hạo vô cùng chờ mong sẽ là ai. Đi vào căn tin, làm học phủ cao nhất Nhật Nguyệt Đế quốc, tuy rằng tiêu chuẩn khảo hạch nhập học không tính là thấp, nhưng người có thực lực đi tới nơi này học tập vẫn là rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua kinh động viện trưởng tự mình chủ trì xét duyệt sự tình, tạm thời vẫn chỉ là lưu truyền trong một bộ phận nhỏ nhân khẩu. Cho nên trong nhà ăn không có nhiều người quen biết Hoắc Vũ Hạo nhưng lúc này lại có một cô gái tóc dài màu đỏ rượu đi thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. người chính là Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua kinh động đến gia gia ta. thiếu nữ tóc dài màu đỏ rượu tướng mạo cực đẹp, một đôi mắt màu lam lại làm cho cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ linh động. tuổi nhìn qua so với Hoắc Vũ Hạo lớn hơn vài tuổi, cái tuổi này thiếu nữ chính là bắt đầu phát dục tuổi, trước ngực cũng bắt đầu rất có quy mô, để cho thiếu nữ lộ ra cực kỳ tốt đẹp mà lời nói trong miệng càng làm cho người bên ngoài khiếp sợ. Nàng chính là Mộng Hồng Trần, Kính Hồng Trần viện trưởng cháu gái ruột, năm nay mới 13 tuổi, nghe nói đã có hồn tông tu vi, tốc độ tu luyện như vậy tại Nhật Nguyệt Đế quốc ta thật đúng là hiếm thấy. Ta còn nghe nói nàng có một ca ca, Tiếu Hồng Trần. Tuổi cùng Mộng Hồng Trần không kém nhiều lắm, nhưng tốc độ tu luyện càng kinh người, khả năng đã tiếp cận hồn vương thực lực. Tu vi khủng bố như vậy, tuổi tác như vậy, Đại tái hồn sư thanh niên toàn đại lục lần sau nhất định có thể đại biểu Nhật Nguyệt Đế quốc ta xuất chiến. Đâu chỉ, theo ta thấy, đợi đến năm sau hồn sư đại tái, thực lực của huynh muội bọn họ cũng sẽ không thua đội viên dự thi chính thức nữa. Chính là tuổi còn quá nhỏ, vẫn là chờ tu luyện thêm 5 năm nữa tham gia đại tái tiếp theo, như vậy Nhật Nguyệt Đế quốc ta nói không chừng thật sự có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện. Hoắc Vũ Hạo nghe được tiếng xì xào bàn tán xung quanh, đã đại khái hiểu được thiếu nữ trước mắt này là ai. Chỉ là viện trưởng tiết tài mà thôi, thiên phú của ta so với mộng hồng trần tiểu thư không đáng nhắc tới. Hoắc vũ hạo vì không muốn gây phiền toái cho mình đành phải nịnh nọt trước. Ai biết thiên chi kiều nữ này tính tình như thế nào, nếu là cái chướng mắt người khác so với nàng ưu tú chủ, chính mình lại nói một ít cùng vọng lời nói, bị nàng cho rằng là khiêu khích, vậy chính mình liền thảm. Nghe người bên ngoài nói, cô nương này chính là hồn tông thực lực A, lấy chính mình vừa nhập hồn sư cảnh giới, đánh nhau, chính mình nhất định sẽ rất thảm. Vẫn là không nên tự tìm phiền toái. Mộng hồng trần khẽ nhíu mày, đây cũng không phải đáp án mình muốn có được. Gia Gia ngày hôm qua vì một tân sinh giống trống khu chiên đi cửa học viện nên đón, quả thực gợi lên lòng hiếu kỳ của mình. Người có thiên phú tốt nhất mà mình nhìn thấy chính là ca ca Tiếu Hồng Trần bất kể là hồn sư tu luyện hay hồn đạo sư tu luyện thiên phú của ca ca đều là độc nhất vô nhị mộng hồng trần biết coi như là lấy ca ca thiên phú cũng tuyệt không có khả năng khiến cho gia gia lớn như vậy chấn động cho nên hôm nay gặp hoác vũ hạo ở nhà ăn sao mình không tò mò ta hiểu rõ gia gia ta nhất nếu như ngươi không phải là người thiên phú dị bẩm gia gia ta tuyệt đối không thể tự mình đi khảo hạch ngươi hoác vũ hạo nghe mộng hồng trần nói như vậy biết không dễ trốn thoát. Ngươi cho ta xem thiên phú hôm qua khiến gia gia ta chấn động. Ta cũng muốn biết ngươi dựa vào cái gì mới có thể gia nhập học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Vậy được rồi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói một câu. Đôi mắt màu lam đậm lóe lên một vòng hồn hoàng màu trắng dưới chân Hoắc Vũ Hạo. Nhìn thấy hồn hoàng màu trắng, Mộng Hồng Trần càng thêm khiếp sợ, cũng càng tò mò tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì tinh thần dò xét, tinh thần cùng hưởng. Tinh thần tham trắc cùng hưởng. Hai hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo cùng phóng ra, chiếu hết cảnh vật trong vòng 30 thước vào trong đầu Mộng Hồng Trần. Cái này. Mộng Hồng Trần cảm nhận được sự vật hiện ra trong đầu, cũng vô cùng giật mình. Nàng rốt cục hiểu được vì sao Gia Gia lại coi trọng thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt trước mắt này như thế. Loại năng lực này quả thực là thần kỹ của hồn đạo sư chế tạo một kiện hồn đạo khí, chỗ khó khăn nhất chính là khắc cốt lõi trận pháp. Là một hồn đạo sư cấp 4, khi điêu khắc trận pháp hạch tâm, đủ loại chỗ rất nhỏ trong trận pháp, có thể nói là tra tấn nhất. Hồn đạo khí càng cường đại, mức độ phức tạp của trận pháp hạch tâm mộng hồng trần chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Mà có được tinh thần dò xét thần kỳ này của Hoắc Vũ Hạo, có thể tin chuẩn triển lãm chi tiết vật thể chung quanh, nếu như khi mình điêu khắc trận pháp hạch tâm, Hoắc Vũ Hạo có thể ở một bên phụ trợ, vậy hiệu suất điêu khắc của mình không biết sẽ cao hơn ở chỗ nào. Thậm chí hồn đạo khí đẳng cấp cao hơn cũng không thể thử một chút. Càng miễn bàn năng lực của hắn khi sử dụng một ít hồn đạo khí đặc biệt sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực. Khó trách ông nội đối với hắn coi trọng như vậy. Nghĩ tới đây, Mộng Hồng Trần đột nhiên nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đang quan sát biểu hiện của nàng, bị ánh mắt bất ngờ nàng làm cho không biết làm sao khụ khụ, hoắc vũ hạo, ngươi là tân sinh của học viện, tân sinh khó tránh khỏi bị một số lão nhân tự cho là đúng khi dễ. Ngươi thì sao, là gia gia ta tự mình xét duyệt nhập viện, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi tới tìm ta. Ta tới giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Nói xong còn vung nắm đấm một chút, tỏ vẻ thực lực. Hoắc vũ hạo nghe được những lời này có chút dở khóc dở cười. Xem ra mộng hồng trần này hẳn chỉ là có chút tiểu nữ sinh tính tình nên có mà thôi, không ngang ngược kiêu ngạo như mình nghĩ. Được, mộng hồng Trần Tiểu Thư có gì cần Vũ Hạo hỗ trợ thì cứ mở miệng. Hoắc Vũ Hạo cũng trượng nghĩa nói. Hắc hắc. Mộng hồng Trần trong lòng cười trộm một tiếng, mắt câu, bổn Tiểu Thư chờ chính là những lời này của ngươi. Hảo hảo, bổn Tiểu Thư nhất định không khách khí, đến lúc đó ngươi cũng không nên từ chối nha, bằng không ta liền đi tìm gia gia của ta phân xử. Mộng hồng Trần sợ Hoắc Vũ Hạo đổi ý, lôi kính hồng trần ra uy hiếp hoắc vũ hạo không đâu mộng hồng trần tiểu thư có gì cần giúp vũ hạo nhất định sẽ không từ chối vậy là tốt rồi thứ lỗi cho anh cũng không dám nói xong liền rời khỏi căng tin hoắc vũ hạo ăn cơm trưa xong cũng đến đệ nhất giáo học lâu chờ lão sư kính hồng trần nói hôm qua chương 6 hiên tử văn lão sư bạn đang nghe tại truyện chấm audio hoắc vũ hạo không đợi bao lâu liền thấy một nam tử chừng 30 tuổi bước nhanh tới. Nhìn dáng vẻ vội vã của hắn, rõ ràng là rất để ý đến Hoắc Vũ Hạo. Ngươi chính là Hoắc Vũ Hạo. Nam tử mở miệng hỏi thân phận của Hoắc Vũ Hạo. Đúng vậy, sư phụ, ta chính là Hoắc Vũ Hạo. Mau, triển lãm hồn kỹ của ngươi đi. Nam tử xác nhận thân phận của Hoắc Vũ Hạo liền khẩn cấp mở miệng cho Hoắc Vũ Hạo triển lãm hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng đối với phong cách làm việc của lão sư này có vài phần khó chịu, nhưng vẫn rất nghe lời phóng thích hồn kỹ của mình. Nam tử chừng 30 tuổi cảm thụ được hình ảnh lập thể tinh tế trong đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Trời giúp ta, thật sự là trời giúp ta a. À. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc trước biểu hiện của nam tử, nam tử lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ta là Hiên Tử Văn, hồn đạo sư cấp 8, sau này sẽ là sư phụ của ngươi ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Trước kia ngươi có tiếp xúc với hồn đạo khí không? Nam tử không đắm chìm trong trung động mà tự giới thiệu. Không có, hiên lão sư. Ta là người tinh la đế quốc, quốc gia của ta không có nhiều hồn đạo khí, cho nên ta tiếp xúc rất ít. Ta hiểu rồi, ngươi cần bắt đầu học tập từ con số không? Bất quá kỳ thật đây cũng là chuyện tốt, để tránh bị một ít sai lầm chỉ đạo nhập vào trước làm chủ, trói buộc tư tưởng, hơn nữa ngươi có cái này thần kỹ, ta có tuyệt đối lòng tin có thể đem ngươi bồi dưỡng thành cao cấp nhất hồn đạo sư. Hiên tử văn đối với Hoác Vũ Hạo rất có lòng tin nói. Cảm ơn thầy, thầy Hiên. Được, nếu đã quen biết nhau, vậy trước tiên đến phòng thí nghiệm của tôi, bắt đầu học tập từ hôm nay. Hiên tử văn dẫn Hoác Vũ Hạo đi về phía phòng thí nghiệm trong một gian mật thất ở Minh Đức Đường. Ngài thật sự cảm thấy Hoắc Vũ Hạo có tiềm lực lớn như vậy sao? Lâm Giai Nghị hỏi. Đương nhiên, ngươi là một hồn đạo sư cao cấp chẳng lẽ không nhận ra thiên phú của hắn sao? Kính Hồng Trần có chút bất mãn với câu hỏi này của Lâm Giai Nghị. Vũ hồn và hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo có thể nói là ước mơ của các hồn đạo sư. Thuộc hạ có thể cảm nhận được sự bất phàm của Hoắc Vũ Hạo, nhưng kế hoạch bồi dưỡng mà ngài định ra cho Hoắc Vũ Hạo có quá đắt đỏ hay không, hắn không phải là người của Nhật Nguyệt Đế quốc ta." Lâm Giai Nghị nghe ra kính hồng Trần bất mãn, nhưng vẫn nói ra lo lắng trong lòng. "Ngươi không cần lo lắng, thái độ của ba nước Nguyên Đấu La Đại Lục đối với hồn đạo sư vẫn chưa đủ coi trọng, không thể phát hiện ra giá trị mà Hoắc Vũ Hạo có thể thể hiện trong lĩnh vực hồn đạo khí, mà giá trị hiện tại của Hoắc Vũ Hạo thân là hồn sư không thể được bất kỳ quốc gia nào trong ba nước coi trọng." hồn hoàng màu trắng trên người Hoắc Vũ Hạo cũng có thể nói rõ một số chuyện. Hơn nữa ta phái người đi điều tra bối cảnh Hoắc Vũ Hạo cũng truyền về cho ta một ít tin tức thú vị, Hoắc Vũ Hạo này có lẽ đúng là bị người ta đuổi ra khỏi Tinh La Đế quốc. Kính Hồng Trần quả nhiên vẫn triển khai một số điều tra cần thiết đối với Hoắc Vũ Hạo, bất quá đây cũng là vì thuyết phục những người dùng thân phận người Tinh La Đế quốc của Hoắc Vũ Hạo chống lại Kính Hồng Trần. Lâm Giai Nghị nghe đến đó giật mình một chút trong thế giới của hắn, không thể tưởng tượng tại sao một thiên tài như Hoắc Vũ Hạo lại bị vứt bỏ. Lâm Giai Nghị thầm thở dài một tiếng, nếu tình báo là thật, vậy Hoắc Vũ Hạo dưới sự ủng hộ của Minh Đức Đường trưởng thành, người đã từng tổn thương hắn sẽ gặp phải cơn giận lôi đình như thế nào? Và sẽ không lâu đâu. Ta hiểu rồi, kính đường chủ, sau này ta sẽ dùng bảo vật cho Hoắc Vũ Hạo. Hy vọng hắn có thể mang đến kinh hỷ cho đế quốc. Ha ha, tin ta đi, hắn nhất định sẽ có linh mâu làm vũ hồn, có hồn kỹ thứ nhất làm nền tảng, thành tựu của hắn trên hồn đạo khí tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Lâm Giai Nghị nghe kính hồng trần thổi phòng hoác vũ hạo như thế, trong lòng thầm tháng phục. Tiểu tử kia, tiền đồ của ngươi không thể đo lường. Trong phòng thí nghiệm của hiên tử văn. Vũ hạo, trước kia ngươi chưa từng tiếp xúc với hồn đạo khí. Cho nên ta nói cho ngươi biết một ít lý niệm về hồn đạo khí chỉ cần phương hướng đúng, đi thế nào cũng là đi tới. Hiên tử văn nghiêm túc nói. Được, lão sư, mời ngài nói. Hoắc vũ hạo biết hiên tử văn đã chính thức bắt đầu dạy dỗ mình. Ngay từ đầu hồn đạo khí là công cụ mà hồn sư chúng ta chế tạo ra để chiến đấu hoặc sinh hoạt, nhưng theo thời đại phát triển, ứng dụng hồn đạo khí tăng lên, nó dần dần không giới hạn ở việc sử dụng giữa các hồn sư. Ta biết tại nguyên đấu la đại lục Tam Quốc, hồn đạo khí chỉ giới hạn trong hồn sư sử dụng nhưng tại nhật nguyệt đế quốc đã có rất nhiều bình dân bắt đầu sử dụng một ít dân dụng hồn đạo khí hiên tử văn chậm rãi giới thiệu về sự phát triển của hồn đạo khí tại nhật nguyệt đế quốc ngươi biết không vũ hạo đột nhiên thanh âm của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc thật ra hồn đạo khí dân dụng rất phổ biến ở nhật nguyệt đế quốc ngay từ đầu cũng không phải do hồn sư đẩy mạnh mà là có một số thương nhân và quý tộc chưa thức tỉnh hồn lực nhưng lại rất có tiền để hưởng thụ cuộc sống thuận tiện hơn dùng tiền dụ dỗ một số hồn đạo sư có thực lực nghiên cứu phát triển hồn đạo khí nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí cho bọn họ không cần hồn lực cũng có thể sử dụng nhu cầu của bọn họ đã kéo theo sự phát triển của hồn đạo khí cũng mở ra tiền lệ khiến cho càng nhiều người ý thức được thì ra hồn đạo khí cũng có thể không cần hồn lực thúc giục từ đó kéo theo nhu cầu lớn hơn hình thành cục diện hồn đạo khí nhật nguyệt đế quốc phát triển mạnh mẽ chính bởi vì có nhu cầu khổng lồ thúc đẩy càng nhiều người đầu nhập vào nghiên cứu phát triển hồn đạo khí hồn đạo khí cũng từ vật phẩm chuyên dụng của hồn sư trước kia trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển một ngày nào đó cho dù là hồn đạo khí có lực công kích cường đại cũng có thể không cần hồn lực thúc giục đến lúc đó cho dù là một bình dân cũng có thể chiến thắng hồn sư cường đại hơn hắn rất nhiều lần Hiên tử văn nói đến hồn đạo khí phát triển đến loại hình thái này, cả người tràn ngập một loại cùng nhiệt khiến hoắc vũ hạo cũng chìm vào. Đây là tiến hóa thuộc về văn minh nhân loại. Hiên tử văn cuối cùng nặng nề nói một câu. Lúc này hoắc vũ hạo đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới mà hiên tử văn miêu tả, là một tinh la đế quốc không được coi trọng từ hồn đạo khí đi tới học viện nghiên cứu hồn đạo khí tiên tiến nhất này, loại tương phản này mang đến cho hắn chấn động thật lớn. Được rồi, đây đều là ảo tưởng phát triển hồn đạo khí hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm đến nơi đến chốn nghiên cứu từng bước một trong lòng ngươi có xu thế phát triển hồn đạo khí là được có lý niệm không bị gò bó sẽ có sức sáng tạo thiên mã hành không đây cũng là mong đợi của ta đối với ngươi dạ lão sư hoắc vũ hạo ghi nhớ lý niệm về hồn đạo khí của hiên tử văn từ ngươi hiểu là tốt rồi ta hiện tại bắt đầu dạy ngươi cơ sở chế tác hồn đạo khí. Chương 7 Nhất cấp hồn đạo sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Hoác Vũ Hạo trở thành đệ tử hiên tử văn. Hoác Vũ Hạo đang điêu khắc một khối kim loại kỳ dị trong phòng thí nghiệm của hiên tử văn. Hoác Vũ Hạo từ nhỏ đã hiểu được một đạo lý, nếu cơ hội không nhiều, vậy nhất định phải nắm thật chặt cho nên Hoắc Vũ Hạo trở thành đệ tử Hiên Tử Văn tới nay không lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào cả ngày ngoại trừ tu luyện chính là học tập chế tạo hồn đạo khí. Ngoại trừ giữa đường bị Mộng Hồng Trần kéo đi dùng hồn kỹ giúp nàng điều khắc hạch tâm trận phát. Hai tháng nay được Hiên Tử Văn dốc lòng dạy dỗ, Hoắc Vũ Hạo đã cực kỳ thuần thục chế tạo võ ngoài hồn đạo khí. Nhật Nguyệt Đế quốc có thiết bị thí nghiệm thành thục chế tác võ ngoài hồn đạo khí hoàn toàn không cần lãng phí thời gian nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn học được một số phương thức mài thủ công cơ bản nhất, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mà ở nguyên đấu la đại lục Tam Quốc, còn đang dùng nhân công phi thường nguyên thủy mài vỏ ngoài. Trong mắt người Nhật Nguyệt Đế Quốc, đây là hành vi vô cùng ngu xuẩn, chế tác một kiện hồn đạo khí, sức sáng tạo là điểm mà nhân viên thiết kế coi trọng nhất, tiếp theo là khắc cốt lõi pháp trận, đây cũng là chỗ chế tác hồn đạo khí phức tạp nhất. Chỉ cần khắc ra hạch tâm pháp trận, Hoắc Vũ Hạo sẽ chính thức trở thành một hồn đạo sư cấp 1. Hoắc Vũ Hạo toàn tâm đắm chìm trong pháp trận trung tâm cấp 1, Hiên Tử Văn cùng một học sinh khác của hắn quốc tử cũng ở một bên quan sát. Thời khắc mấu chốt này, mình thân là lão sư của Hoắc Vũ Hạo, sao có thể không ở đây? Lão sư, ngươi nói tiểu sư đệ có thể thành công sao? Hắn mới học chế tạo hồn đạo khí hai tháng, hơn nữa còn chưa từng tiếp xúc qua. Quốc tử, đừng coi thường sư đệ ngươi võ hồng thuộc tính tinh thần của hắn có ưu thế chế tạo hồn đạo khí điêu khắc pháp trận hạch tâm cấp một dưới sự trợ giúp thần kỳ của vũ hạo cũng không khó khăn hơn nữa hai tháng qua hắn cũng sẽ thường xuyên đi trợ giúp mộng hồng trần điêu khắc hạch tâm pháp trận tin tưởng cũng sẽ có thu hoạch nhất định ta đối với vũ hạo rất có lòng tin nhưng dù sao tiểu sư đệ cũng mới tiếp xúc với hồn đạo khí được hai tháng lúc trước ta đã tốn hơn một năm mới thành công hoàn thành một kiện pháp trận hạch tâm cấp một Quốc tử nhớ lại tiến độ lúc mới học hồn đạo khí của mình. Tâm tính và nghị lực của tiểu sư đệ ngươi không thể so sánh. Tin tưởng vũ hạo, hắn nhất định có thể thành công. Quốc tử nghe hiên tử văn nói xong cũng trầm mặt, cùng lão sư chăm chú nhìn hoắc vũ hạo. Thật lâu sau, bàn tay điêu khắc của hoắc vũ hạo rốt cục ngừng lại. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão sư cùng học tỷ vẫn luôn ở bên cạnh chờ đợi. Nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ, may mắn không làm nhục mệnh, con đã thành công hoàn thành khối pháp trận hạch tâm cấp 1 này. Bây giờ con có thể xem như một hồn đạo sư cấp 1 rồi chứ? Ha 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 ha, đương nhiên, Vũ Hạo, ngươi là một thiên tài chân chính, hiện tại ngươi đã là một hồn đạo sư cấp 1 rồi. Hiên tử văn cười ha ha, thật lòng vì hoắc Vũ Hạo mà cảm thấy cao hứng. Tiểu sư đệ, ngươi quá lợi hại, vẹn vẹn hai tháng đã chính thức trở thành một hồn đạo sư cấp 1. Học tỷ ta lúc trước dùng hơn một năm mới chế tạo ra một kiện hồn đạo khí cấp 1A, quốc tử cũng ở bên cạnh hoang hô hoắc vũ hạo. Cảm ơn quốc tử học tỷ, ta chỉ may mắn thôi, chủ yếu là do lão sư dạy tốt. Hoắc vũ hạo khiêm tốn nói. Được rồi, không cần phải ở đây tân bốc lẫn nhau. Vũ hạo, ngươi đi theo ta. Ta có vài thứ muốn giao cho ngươi. Hiên tử văn cắt đứt cuộc đối thoại giữa Hoắc vũ hạo và quốc tử. Dạ, Sư phụ. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, sau đó chào quốc tử, theo hiên tử văn ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiểu quái vật này, ở phương hướng hồn đạo sư thật sự là kỳ tài ngút trời. Nghe nói hắn là người của tinh la đế quốc, bị người đuổi giết mới chạy trốn tới nhật nguyệt đế quốc. Cùng kinh nghiệm của ta có chút giống nhau a, à, thật hy vọng sau này nhìn thấy ngươi quân lâm tinh la, vừa vặn, đây cũng là mục tiêu của ta. Nói không chừng về sau chúng ta sẽ là chiến hữu không tồi. Quốc tử lẩm bẩm sau khi hai người bọn họ rời khỏi phòng thí nghiệm. Hiên tử văn dẫn Hoắc vũ hạo tới một gian mật thất, trên bàn đặt một bình sứ nhỏ. Hoắc vũ hạo đang tò mò lão sư muốn nói gì với mình, hiên tử văn mở miệng nói. Vũ hạo, ngay nhập học kiểm tra, kính hồng trần viện trưởng ngoại trừ tự mình thể nghiệm hồn kỹ của ngươi ra, còn ra tay vì ngươi kiểm tra thân thể một lần, phát hiện thân thể của ngươi gầy yếu, kinh mạch tắc nghẽn, viện trưởng cho rằng là sau khi ngươi sinh ra không có đầy đủ dinh dưỡng, còn phải cả ngày lao động. Thân thể nho nhỏ căn bản không chịu nổi gánh nặng, hơn nữa thức tỉnh biến dị võ hồn, không có hảo hảo điều trị thân thể. Hồn lực tu luyện căn bản không đủ để bù đắp tiêu hao, không chỉ dẫn đến tiến độ tu luyện chậm chạp, hồn lực tân sinh không có trải qua dẫn dắt còn trùng kích gân mạch yếu ớt. Đủ loại nguyên nhân xen lẫn, dẫn đến thân thể của ngươi thành bộ dáng hiện tại nói đến chuyện cũ, Hoắc Vũ Hạo trầm mặt cúi đầu. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hắn không muốn nhớ lại nhất. Mẫu thân trước khi hắn thức tỉnh võ hồn, mặc kệ khổ hơn nửa mệt mỏi trong mắt cuối cùng cũng có ánh sáng, nhưng theo linh mâu võ hồn thức tỉnh, hoàn toàn đoạn tuyệt căn bản đặt chân của mình và mẫu thân ở phủ công tước. Vết thương thời thơ ấu cần dùng cả đời để chữa trị. Hiên tử văn thấy tâm tình hoắc vũ hạo trở nên xa sút biết nhất định là lời của mình khiến Hoắc Vũ Hạo nhớ lại chuyện không tốt. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cho nên, Kính Hồng Trần Viện trưởng căn cứ vào tình trạng thân thể của ngươi, tỉ mỉ chuẩn bị dược vật điều trị cho ngươi. Chỉ cần dựa theo quá trình điều trị của Viện trưởng, nhất định có thể làm cho thân thể của ngươi trở nên cực kỳ cứng cỏi, vì sau này trùng kích cảnh giới cao hơn bài trừ tai họa ngầm. Hoắc Vũ Hạo rất tốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Đến giờ khắc này, mình mới cảm nhận được học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo sư coi trọng mình đến mức nào. Kính Hồng Trần tự mình chế định kế hoạch điều trị cho mình. Vũ Hạo, không cần kinh ngạc. Với tiềm lực của ngươi, hoàn toàn đáng để học viện dốc sức bồi dưỡng. Kính Hồng Trần viện trưởng đã đặt trọng tâm vào ngươi, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, Hồn Đạo sư cấp 9 chưa chắc đã là điểm cuối cùng của ngươi. Hồn Đạo sư cấp 10. Đó là nhân vật chưa từng xuất hiện trong thiên hạ. Kính Hồng Trần và Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo sư học viện nguyện ý cực lực thúc đẩy Hoắc Vũ Hạo đi trên con đường này một lần. Hồn Đạo sư cấp 9 không phải điểm cuối. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng lặp lại mấy lần. "Nhưng lão sư, dù sao ta cũng không phải người của Nhật Nguyệt Đế quốc, chẳng lẽ không ai phản đối hành động này của Kính Hồng Trần viện trưởng sao?" "Vũ Hạo, đây không phải chuyện cậu nên quan tâm." Hiên Tử văn nặng nề nói cho dù ngươi là người của tinh la đế quốc thì thế nào chẳng lẽ ngươi sẽ phản bội nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư học viện sao ta có thể cảm nhận được cừu hận trên người ngươi có thể cảm nhận được ý nguyện liều mạng trở nên mạnh mẽ của ngươi ta biết ngươi trước kia nhất định đã trải qua cái gì nếu không phải tin tưởng nhật nguyệt đế quốc có thể vì ngươi mang đến báo thù vốn liếng ngươi cũng sẽ không lao lực ngàn tân đi tới nhật nguyệt đế quốc chương tám xuất phát bắt cảnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoắc Vũ Hạo nghe Hiên Tử Văn nói cũng ý thức được, đúng là mình suy nghĩ nhiều. Mặc dù mình là người tinh la đế quốc, nhưng đối với tinh la đế quốc chỉ là cừu hận. Đó là nguồn gốc của những ký ức đau khổ của chính mình. Ngược lại, mình ở Nhật Nguyệt đế quốc lại thu hoạch được rất nhiều tôn trọng. Con hiểu rồi, sư phụ. Con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người và viện trưởng kính hồng trần. Hoắc Vũ Hạo kiên định nói: "Hiểu được là tốt rồi, Vũ Hạo. Học viện nhìn trúng tiềm lực của ngươi, nguyện ý dốc hết sức bồi dưỡng ngươi. Cũng hy vọng ngày sau ngươi trưởng thành có thể vì học viện, vì hồn đạo khí nghiên cứu ra một phần lực." Trong bình này là một viên Long Nguyên đan, dược tính phi thường ôn hòa, sau khi dùng sẽ chậm rãi cải thiện tình trạng thân thể của ngươi, tự động điều trị tai họa ngầm trong thân thể. Là cực phẩm đang dược dùng để cố bản bồi nguyên. Ngươi ăn nó trước, từng bước cải thiện thân thể, sau này mới có thể dùng đan dược bá đạo hơn. Hiên tử văn cầm lấy bình sứ nhỏ trên bàn đưa cho Hoác Vũ Hạo nói. Dạ, sư phụ. Hoác Vũ Hạo đổ đan dược trong bình sứ vào tay, cẩn thận quan sát một chút. Vũ Hạo, đan dược không thành vấn đề, yên tâm dùng đi. Thanh âm thiên mộng băng tầm vang lên trong đầu Hoác Vũ Hạo. Nghe thiên mộng băng tầm nói vậy, Hoác Vũ Hạo đưa đan dược lên miệng ăn. Hiên tử văn thấy hoắc Vũ Hạo ăn đang dược, nói với hắn. Được rồi, Vũ Hạo. Hôm nay học hồn đạo khí kết thúc đi. Ngươi trở về tiêu hóa đang dược cho tốt. Hiên tử văn nói xong liền để hoắc Vũ Hạo rời khỏi phòng thí nghiệm. Vũ Hạo, Nhật Nguyệt đế quốc thật sự coi trọng ngươi, lại cho ngươi dùng đang dược cực phẩm như vậy. Thanh âm khó tin của thiên mộng băng tầm vang lên trong đầu hoắc Vũ Hạo. Thiên mộng ca, cái này ta cũng không nghĩ tới. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, đây đối với ngươi mà nói đều là chuyện tốt, trước tiên đem thực lực tăng lên. Có Long Nguyên đang trợ giúp, không đến một năm, ngươi có thể trùng kích cấp 20, ngươi cũng sẽ đạt được đệ nhị vũ hồn ta giao cho ngươi. Đến lúc đó, thực lực của ngươi mới có thể đạt được nhảy vọt về chất. Tám tháng sau, Hoắc Vũ Hạo bởi vì Long Nguyên đang cùng với Hiên Tử Văn đưa tới dược liệu công hiệu cố bản bồi nguyên khác, không chỉ cải thiện tệ nạn thân thể trên diện rộng, còn đề cao không ít tốc độ tu luyện, để cho hắn sớm đột phá đến bình cảnh cấp 20. Trong thời gian này, Hoắc Vũ Hạo cũng không bỏ qua chế tác hồn đạo khí, bởi vì Hiên Tử Văn Đốc Thúc và Mộng Hồng Trần không ngừng xin giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo trình độ chế tác hồn đạo khí cũng tăng vọt, không chỉ chính thức trở thành hồn đạo sư cấp 2, hơn nữa đã có thể độc lập chế tác phần lớn hồn đạo khí cấp 2. Đợi đến khi thu được hồn hoàng thứ hai, thậm chí có thể bắt đầu lục loại hạch tâm pháp trận của hồn đạo khí cấp 3. Thiên phú trên con đường hồn đạo sư của Hoắc Vũ Hạo đã vượt xa thiên phú hồn sư của hắn, mặc dù hơn 10 tháng đi vào học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, thời gian Hoắc Vũ Hạo dùng để tu luyện càng nhiều, hơn nữa thiên tài địa bảo trợ giúp, tốc độ tu luyện của Hoắc Vũ Hạo cũng miễn cưỡng có thể tính là ưu tú mà thôi. Đối với những thiên tài trên con đường tu luyện hồn sư mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Thủy Tổ Đường Tam vạn năm trước, ở tuổi Hoắc Vũ Hạo đã sắp đột phá hồn tôn. Hơn nữa Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư cung cấp công pháp tu luyện Nhật Nguyệt Thiên Quan Quyết, hiệu quả tu luyện cũng tuyệt đối không tính là cao cấp nhất. Ở phương diện bồi dưỡng hồn sư này, Nhật Nguyệt Đế Quốc chung Quy không sánh bằng Học viện Sử Lai khác. Thiên mộng băng tầm đối với nhân loại tu luyện công pháp phương diện này cũng là dốt đặc cán mai, nhưng có thể mang cho hoắc vũ hạo một cái mới võ hồn. Ngược lại có thể bù đắp một chút khuyết điểm tu luyện hồn lực chậm chạp. Hoắc Vũ Hạo phải một lần nữa tìm được một phần công pháp tu luyện cao thâm mới có thể bù đắp tốc độ tu luyện không đủ của bản thân, ở phương diện tu vi hồn lực không đến mức lạc hậu quá nhiều. Bất quá hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ duyên. Dù sao Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đã cố gắng hết sức, ngược lại chính mình còn không có làm ra cái gì cống hiến, không tiện đưa ra quá nhiều yêu cầu. Lúc Hoắc Vũ Hạo tu luyện tới cấp 20, thiên mộng băng tầm luôn thúc giục hắn mau đi bắt địa, ở đó mới có thể đạt được võ hồn thứ hai. Nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn quyết định đợi đến kỳ nghỉ của học viện, bây giờ cũng cố hồn lực một chút. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo hiện tại đang trong giai đoạn vô cùng được coi trọng, hơn nữa biểu hiện của mình không có gì vướng bận, cho nên càng không thích hợp xin nghỉ. Chỉ có thể chờ kỳ nghỉ đến. Hoắc Vũ Hạo lại yên lặng ở học viện tu luyện một tháng, ngày nghỉ đã tới. Trong lúc đó, Hiên Tử Văn khéo léo từ chối giúp Hoắc Vũ Hạo đạt được hồn hoàng thứ hai. Mặc dù Hiên Tử Văn cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Hoắc Vũ Hạo sớm muộn gì cũng phải đi thu hoạch hồn hoàng thứ hai, mà Hoắc Vũ Hạo lại không có thế lực gia tộc, cho nên chỉ có thể xin học viện giúp đỡ. Hiên Tử Văn coi như Hoắc Vũ Hạo muốn nhân cơ hội xây dựng căn cơ, không cưỡng cầu nữa. Cậu muốn rời khỏi học viện. Hiên Tử Văn nhíu mày. Đúng vậy, lão sư ta muốn nhân cơ hội đi ra ngoài một chút ta cảm thấy chính mình một mực tại học viện học tập khả năng đến loại nào đó bình cảnh cần tiến hành một lần rèn luyện mới có thể có đột phá sư phụ ngài cũng biết từ khi sinh ra đến nay cuộc sống vẫn không tốt lắm mãi cho đến khi ta đến học viện mới có cải thiện nhưng là ở học viện tinh thần của ta cũng một mực bị vây trong trạng thái căng thẳng căn bản không có cơ hội buông lỏng xuống Cuộc sống áp lực cao cho tới nay, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực, có thể đã sinh ra một ít ảnh hưởng đối với tâm tình tu luyện của tôi. Gần đây, ta rõ ràng cảm giác được bất luận là hồn sư hay hồn đạo sư tu luyện đều không đủ chuyên chú. Tôi quá mệt mỏi, có lẽ thật sự cần một lần giải sầu. Hoắc Vũ Hạo thừa dịp ngày nghỉ tới, đề nghị ra ngoài giải sầu, giảm bớt áp lực. Hiên Tử Văn yên lặng nghe Hoắc Vũ Hạo trần thuật, không mở miệng lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, lão sư biết những năm gần đây ngươi vất vả rồi. Cũng tốt, nhân cơ hội này đi ra ngoài giải sầu đi. Có lẽ thật sự sẽ có trợ giúp đối với tâm tình của ngươi. Cảm ơn lão sư. Hoắc Vũ Hạo nhận thẻ vàng, nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn Hiên Tử Văn. Anh biết, Hiên Tử Văn thật sự quan tâm anh. Hoắc Vũ Hạo cáo biệt Hiên Tử Văn xong, bắt đầu thu dọn đồ đạc kỳ thật cũng không có gì để thu thập, bỏ vào trữ vật hồn đạo khí là được rồi. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Vũ Hạo rời khỏi học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, xuất phát đi Bắc Địa. Sau khi hắn rời đi không lâu, có một thân ảnh cũng theo lộ tuyến của hắn đuổi theo. Hoắc Vũ Hạo là đối tượng trọng điểm của học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, một mình rèn luyện sao lại không có ai đi theo bảo vệ. Dù sao, kỳ tài vạn năm của Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hoắc Vũ Hạo đang lên đường thì giọng nói lười biến của Thiên Mộng Băng tầm vang lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. "Vũ Hạo, có người đang âm thầm đi theo ngươi." "Thiên Mộng ca, có thể bỏ rơi hắn sao?" Hoắc Vũ Hạo không ngạc nhiên khi có người đi theo mình. "Đương nhiên có thể." Thiên Mộng Băng tầm tự tin nói. "Tốt, Thiên Mộng ca, vậy chúng ta đi về hướng bắc, ở trên đường bỏ hắn." Chương 9. Thức tỉnh, băng bích đế hoàng bọ cạp bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi Hoắc Vũ Hạo đến gần vòng trung tâm cực bắc, liền bắt đầu triệu hoán băng đế. Vũ Hạo, nếu đã quyết định dung hợp với ngươi, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Băng đế được thiên mộng băng tầm khuyên bảo, quyết định cùng Hoắc Vũ Hạo dung hợp thành trí tuệ hồng hoàng, cùng nhau tạo thần. Ta đã chuẩn bị xong, băng đế, ta nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng thiên mộng băng tầm mang đến cho hoắc vũ hạo kinh hỷ quá lớn nó có thể thuyết phục mười đại hung thú một trong ba đại thiên vương cực bắc dung hợp với mình đây là đại cơ duyên của mình mặc kệ khó khăn hơn nữa cũng nhất định phải bắt lấy hoắc vũ hạo yên lặng nói với mình tốt lắm bắt đầu đi trước tiên dung hợp hồn cốt thanh âm lạnh lùng của băng đế truyền đến băng đế quyết định chọn dùng phương thức tiên cốt hậu hồn đề cao tố chất thân thể hoắc vũ hạo để hấp thu hồn hoàn thuận lợi hơn. Dù sao hồn cốt cũng có sự phối hợp của mình, ngoại trừ phải chịu đựng thống khổ rất lớn, không có trở ngại nào khác. Thống khổ cực đoan, suýt nữa làm cho tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo sụp đổ. Cũng may nghị lực cùng tâm trở nên mạnh mẽ của hắn phi thường kiên định. Để cho hắn thuận lợi vượt qua. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải kịch biến, cũng ảnh hưởng đến hạt châu màu xám lúc trước. Hạt châu màu xám phát ra một trận rung động một đạo thanh âm già nua truyền ra. Ha ha, nghị lực của tiểu tử này thật sự không tệ, để lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong hạt châu màu xám truyền đến lời nói khiến ba người thiên mộng băng tầm, băng đế và hoắc vũ hạo kinh ngạc. Hạt châu này từ sau khi bị khí tức dung hợp của hoắc vũ hạo và thiên mộng băng tầm hấp dẫn, vẫn im lặng ở trong thức hải của hoắc vũ hạo, không phát ra một tia dị động. Hôm nay lại kinh dị băng đế cùng hoắc vũ hạo dung hợp phát ra thanh âm, Sao có thể khiến bọn họ không khiếp sợ? Vị lão tiền bối này, không biết ngài là ai. Hoắc Vũ Hạo vô cùng tò mò đối với người thần bí vẫn tồn tại trong tinh thần hải của mình nhưng chưa bao giờ có dị động, đặt câu hỏi đầu tiên. Lão phu mất đi rất nhiều trí nhớ, chỉ là mơ hồ nhớ được một cái tên, Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vòng Linh Thiên Tài, Enleton. Lão giả báo ra tên của mình. Ba người Hoắc Vũ Hạo vẫn nghi hoặc như cũ vị trí của lão giả thoạt nhìn phi thường cao, nhưng ba người lại chưa bao giờ nghe nói qua danh hiệu này trong lịch sử. Y Lai Khắc Tư cảm giác được bọn họ nghi hoặc, ha hả cười nói. Lão Phu có thể cảm giác được, thế giới này cũng không phải lão Phu lúc trước chỗ ở thế giới, hẳn là lão Phu ngã xuống sau một tia tàn hồn, bị ngươi cùng đại trùng dung hợp sinh ra năng lượng rung động hấp dẫn mà đến. Không thuộc về thế giới này. Hoắc Vũ Hạo ba người đồng thời phát ra kinh hô cho dù là lấy thiên mộng băng tầm cùng băng đế kiến thức cũng chưa từng nghe nói qua có ai có thể phá vỡ thời không vượt qua thế giới vị lão giả này tu vi nhất định kinh thiên động địa nói không chừng đạt tới cấp độ thần chúa ơi đây chính là cảnh giới bọn họ tha thiết ước mơ chỉ cần đột phá thành thần là có thể vĩnh sinh đây đối với hồn thú mà nói là thiên đại hấp dẫn giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn họ y lai khắc tư chậm rãi mở miệng Lão Phu vẫn chưa đột phá thành thần như các ngươi nghĩ, trong trí nhớ Lão Phu lưu lại không nhiều lắm, thế giới kia của ta, thành thần, là một loại gông xiền, cho nên mặc dù Lão Phu có thể đột phá cảnh giới kia, cũng vẫn đè nén chính mình, vẫn chưa đột phá. Chỉ là đạt tới cảnh giới bán thần. Bất kể là thần hay bán thần, đối với Hoác Vũ Hạo một đại hồn sư vừa mới đột phá cấp 20 mà nói đều là xa không thể với tới, chớ đừng nói chi là thiên mộng cùng băng đế, hồn thú chưa bao giờ có tiền lệ thành thần bất quá nghe được lão giả trả lời thiên mộng cùng băng đế vẫn là phi thường mừng rỡ có một vị địa vị cao như vậy tồn tại trợ giúp kế hoạch tạo thần của bọn họ nắm chắc lớn hơn một chút y lão vậy ngài hiện tại vị trí đến tột cùng là trạng thái gì thiên mộng băng tầm mở miệng hỏi nó muốn biết hiện tại y lai khắc tư đến tột cùng có thể phát huy bao nhiêu lực lượng có một nhân vật cấp bán thần trợ giúp bọn họ cũng có thể yên tâm rất nhiều ta chỉ là một luồng tàn hồn trí nhớ đều không hoàn chỉnh, có khả năng phát huy lực lượng càng là có hạn. Chỉ có thể thường xuyên lâm vào ngủ say, chậm rãi khôi phục lực lượng. Y Lai Khắc Tư nói. Trong lòng thiên mộng băng tầm cũng phát hiện trạng thái của Y Lai Khắc Tư, chỉ là không nghĩ tới một vị bán thần lại lưu lạc đến mức này. Ha ha, tiểu trùng, không nên lộ ra vẻ thất vọng. Lão Phu tuy suy sụp nhưng vẫn có thể đưa ra đề nghị cho vũ hạo tu luyện. Đúng vậy, Ngài là một vị bán thần, kinh nghiệm tu luyện của Ngài chính là một khoản tài phú rất lớn. Thiên mộng băng tầm nghe Y Lai Khắc Tư nói vui sướng nói. Mình tuy rằng cũng có thể chỉ đạo vũ hạo tu hành, nhưng dù sao cũng là hồn thú, làm sao so được với kinh nghiệm tu luyện của một vị bán thần nhân loại trên con đường nhân loại. Nếu lão phu nhận được thức hải của vũ hạo thu lưu, vậy đưa lên một phần lễ gặp mặt đi. Y Lai Khắc Tư cười nói. Lễ gặp mặt ba người nghi hoặc hỏi vũ hạo lão phu thông qua lộ tuyến và chất lượng lưu thông hồn lực trong cơ thể ngươi mà xem công pháp tu luyện của ngươi cũng không phải là lựa chọn thượng thượng thưa lão phu từ trong trí nhớ tìm tòi đến một bộ công pháp rất thích hợp cho ngươi tu luyện lão phu căn cứ vào hệ thống lực lượng của thế giới các ngươi sửa chữa hắn một chút hiện tại tặng cho ngươi bộ công pháp này tuyệt đối có thể làm cho tốc độ tu luyện của ngươi tăng nhanh không thua những thiên tài tuyệt thế kia thanh âm y lai khắc tư chậm rãi truyền vào trong tai ba người. Hoắc Vũ Hạo nghe y lão nói, mừng rỡ như điên. Y lão vừa tỉnh lại đã mang đến cho hắn một kinh hỷ lớn như vậy. Hiện tại mình cấp bách nhất muốn giải quyết chính là vấn đề tốc độ tu luyện hồn lực, bởi vì hồn lực tiên thiên của mình quá thấp, hơn nữa không có hạn chế công pháp đỉnh cấp, tốc độ tu luyện vẫn khó có thể vượt qua những thiên tài chân chính kia. Theo hắn biết, Quynh mũi tiếu hồng trần và mộng hồng trần đã song song đột phá hồn vương. Thực lực của nó đã vượt qua một bộ phận học viện chính thức đại biểu cho học viện nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư tham gia cuộc thi đấu hồn cao cấp toàn đại lục lần này. Sắp tới sẽ làm đội viên dự bị dự thi. Lời của Y Lai khắc tư cho Hoắc Vũ Hạo hy vọng vượt qua những thiên tài kia. Hắn tin tưởng, có Y lão cung cấp đỉnh cấp công pháp cộng thêm chính mình cố gắng, chính mình nhất định có thể chậm rãi đuổi theo những thiên chi kiêu tử kia cũng tại một ngày nào đó vượt qua bọn họ. Vũ Hạo, thu liễm tâm thần, tập trung chú ý, lão phu muốn truyền thụ bộ công pháp này cho ngươi. Hoắc Vũ Hạo nghe Y Lai Khắc Tư nói, vội vàng thu liễm tâm thần, chuẩn bị tiếp nhận công pháp. Sau khi Hoắc Vũ Hạo tiếp thu xong công pháp của Y Lai Khắc Tư, liền dựa theo chỉ dẫn của Thiên Mộng Băng tầm đi thu hoạch hồn hoàng thứ hai của Linh Mâu. Bởi vì dùng Long Nguyên Đan, hơn nữa hồn cốt của băng đế cải thiện tố chất thân thể dưới sự chỉ dẫn của thiên mộng băng tầm, hoắc vũ hạo thành công săn giết một con băng tầm tu vi 3.000 năm, cũng đạt được kỹ năng mô phỏng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi tới Bắc Địa, hoắc vũ hạo liền khởi hành chuẩn bị trở lại học viện, vì sớm ngày trở lại học viện, hoắc vũ hạo thuê một chiếc xe ngựa, trên đường bắt đầu tu luyện công pháp mới. Lần này trở về, còn phải nghĩ cách giao phó một loạt biến hóa trên người mình. Thu hoạch hồn hoàng thứ hai mới thức tỉnh vũ hồn thứ hai, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chương 10 Gia nhập vào đội dự bị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chính là bởi vì không có tiền lệ, cho nên cũng tương đối dễ dàng lừa dối qua cửa. Bởi vì chưa từng xảy ra chuyện tương tự, cho nên chỉ cần hoắc vũ hạo cho lý do có thể tự bào chữa, người khác cũng không tìm thấy tật xấu gì. Trên đường trở về hoắc vũ hạo đã nghĩ ra cách ăn nói với hiên tử văn. Cái gì, Ngươi là nói ngươi ra ngoài một chuyến thức tỉnh đệ nhị võ hôn. Hiên tử văn khó có thể tin thanh âm từ phòng thí nghiệm nào đó trong mật thất truyền đến. Đúng vậy, sư phụ, ta lần này đi ra ngoài giải sâu, tại khu vực phía bắc đế quốc nhìn thấy một mảnh xinh đẹp mà rộng lớn hồ nước, loại này rộng rãi phản phất có thể tẩy rửa tâm linh của ta, làm cho tâm tình của ta rộng mở trong sáng, lúc trước chịu đau khổ mang đến cho ta sương mù quét sạch. Sau đó hồn lực trong cơ thể ta đột nhiên bộc phát không khống chế được từ bên trong thân thể lại xuất hiện một cổ lực lượng một cái đuôi màu xanh biếc giáp sát bề mặt phủ kín tinh thể bọ cặp ở trong cơ thể ta thức tỉnh ta kinh ngạc phát hiện con bọ cặp này dĩ nhiên là lực lượng của ta là một võ hồn của ta Hoắc vũ hạo lấy ra lý do mình đã sớm chuẩn bị tốt giải thích biến hóa thân thể của mình cũng cởi áo đem hình xăm băng đế trên lưng mình cho hiên tử văn xem về phần hiên tử văn hoặc là người của học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư có thể nhìn ra băng bích đế hoàng hạt sau lưng hoắc vũ hạo không giống với những con bò cặp khác hay không, băng đế nói cho hắn biết hoàn toàn không cần lo lắng như vậy. Bởi vì nhân loại gặp qua băng đế đều đã chết. Sao có thể như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có chuyện như vậy, trên người của ngươi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hiên tử văn nghe hoắc vũ hạo giải thích xong, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, khó khăn hơn bất cứ hồn đạo khí nào mình gặp phải. Lão sư, ta cũng không rõ tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng mặc kệ nói thế nào, đối với ta mà nói đều là một chuyện tốt. Ta gia tăng một võ hồn, thực lực tương ứng cũng gia tăng không ít. Hoắc Vũ Hạo biết khiên Tử Văn làm sao có thể nghĩ tới vũ hồn thứ hai của mình là hấp thu một con hồn thú trăm vạn năm mang đến. Không sai, ngươi có được song sinh võ hồn tương lai nhất định sẽ không chỉ có thành tích trong lĩnh vực hồn đạo sư tuy rằng thân thể ngươi biến hóa ta cũng nghĩ không ra nhưng tóm lại là chuyện tốt bất quá chuyện ngươi thức tỉnh đệ nhị võ hồn lần nữa không nên lộ ra đợi ta bẩm báo viện trưởng rồi mới bàn bạc bà. vũ hồn thứ hai của hoắc vũ hạo mang đến kinh ngạc quá lớn khiến hồn hoàng thứ hai màu tím cũng không phù hợp với lẽ thường trở thành nền hiên tử văn thậm chí quên hỏi được sư phụ không có việc gì ta đi trước. Hoắc Vũ Hạo cáo từ. Chờ đã, bị ngươi làm cho thất thần, có chuyện quên nói với ngươi. Ngươi được tuyển vào đội viên dự bị của Đại lục đấu hồn học viện cao cấp hồn sư rồi. Hiên tử văn mở miệng nói. Ta cũng được tuyển. Ta vừa mới đột phá đại hồn sư à, Hoắc Vũ Hạo cũng bị Hiên Tử Văn làm cho khiếp sợ. Hừ, đừng quên tinh thần tham trắc của ngươi có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với hồn đạo sư chúng ta, có nó phụ trợ, chúng ta nhắm mắt phóng thích hồn đạo khí cũng sẽ không thất bại. Đừng nói ngươi đã là một hồn sư lớn, cho dù là một hồn sư, chỉ cần hồn kỹ của ngươi có thể duy trì cả trận đấu, cũng sẽ mang theo ngươi. Hoắc Vũ Hạo ngày mai học viện Hoàng gia hồn đạo sư quyết định mang theo mình là bởi vì hồn kỹ thiên mộng ca cung cấp cho mình quả thật quá mức cường lực. Ta hiểu rồi. Hoắc Vũ Hạo nói. Hiểu là tốt rồi, đại tái còn một tháng nữa khai mạc, các ngươi về Tinh La Đế Quốc thi đấu đi. Ta cũng muốn bẩm báo tình hình với Kính Hồng Trần viện trưởng. Hiên Tử Văn nhìn Hoắc Vũ Hạo thật sâu. Được, vậy ta đi trước, sư phụ. Hoắc Vũ Hạo siết chặt nắm đấm. Tinh La Đế Quốc sao, ngươi nhất định sẽ đi, không biết ngươi có nhận ra ta không. Trong mật thất Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần nghe Hiên Tử Văn báo cáo. Kính Hồng Trần đối với biến hóa của thân thể Hoắc Vũ Hạo cũng có chút khó hiểu. Nghe nói ba nước nguyên đấu la đại lục có một tông môn chuyên thu đệ tử võ hồn bản thể tên là bản thể tông. Trong quá trình nghiên cứu, vũ hồn bản thể sẽ phát sinh lần thức tỉnh thứ hai. Có lẽ biến hóa của vũ hạo có liên quan đến lần thức tỉnh thứ hai này. Đáng tiếc bản thể tông này thập phần thần bí, tư liệu của chúng ta cũng thập phần thư thớt, không thể hiểu rõ lần thức tỉnh thứ hai rốt cuộc có bí mật gì. Hiên tử văn đối với hai từ này có vẻ cực kỳ xa lạ, loại nhân viên nghiên cứu tâm tư này đều đặt ở trên hồn đạo khí đều thờ ơ với bất cứ chuyện gì ngoại trừ hồn đạo khí chớ nói chi là bản thân bản thể tông cực kỳ thần bí được rồi tử văn ngươi không cần quan tâm vấn đề này ngươi chỉ cần biết thân thể vũ hạo biến hóa không phải chuyện xấu là tốt rồi nếu vũ hạo đã thức tỉnh vũ hồn thứ hai tố chất thân thể nhất định sẽ tăng lên gần đây tìm thời gian tiến hành kiểm tra toàn diện thân thể hắn xem có đạt tới tiêu chuẩn dùng đang dược hay không vâng đường chủ chỉ có điều hiên tử văn khi đối mặt với kính hồng trần vẫn quen gọi minh đức đường đường chủ dù sao bản thân hắn cũng là người của minh đức đường có lời gì muốn nói kính hồng trần thấy hắn muốn nói lại thôi liền hỏi đường chủ vũ hào hắn hiện tại thức tỉnh cường đại đệ nhị võ hồn không cần dược vật tăng lên cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn lại dùng dược vật tiến hành tăng lên có hay không sẽ thương tổn hắn căn nguyên hạn chế hắn tương lai độ cao ha ha tử văn ta biết ngươi rất coi trọng tên đệ tử vũ hạo này nhưng chúng ta bồi dưỡng hắn cũng không phải là cổ vũ ta đối với hắn sử dụng đan dược đều là cao cấp nhất tuyệt sẽ không lưu lại tai họa ngầm huống chi ta cũng sẽ không cung cấp cho hắn dược vật trực tiếp tăng lên tu vi đều là cố bản bồi nguyên tăng cường tố chất thân thể cực phẩm đan dược có thân thể cường đại làm căn cơ vũ hạo mới có thể hấp thu hồn hoàng cao cấp hơn đạt tới cảnh giới cao hơn. Kính Hồng Trần nhìn thấu sự lo lắng của Hiên Tử Văn, cười ha hạ trấn an, Hoắc Vũ Hạo là người quan trọng mà bọn họ chọn để bồi dưỡng thành hồn đạo sư cấp 10 xưa nay chưa từng có, kế hoạch bồi dưỡng thậm chí còn được vị trong hoàng cung ngầm đồng ý, Kính Hồng Trần tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn tiêu hao tiềm lực của Hoắc Vũ Hạo. Vâng, đường chủ. Tử Văn hiểu rồi, Tử Văn cáo lui. Hiên Tử Văn cáo từ. Mộng Hồng Trần đứng trước mặt Hoắc Vũ Hạo ngăn hắn lại, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói: "Chuyện gì vậy, Mộng Hồng Trần tiểu thư? Ngươi có biết ngươi cũng trở thành đội viên dự bị hay không?" Mộng Hồng Trần mở miệng nói: "Vừa mới biết. Cho dù là đội viên dự bị, cũng phải lên sân khấu thi đấu. Gặp phải những học viện chiến đội thực lực tương đối yếu, sẽ lên đội viên dự bị đánh, mục đích chính là vì che giấu thực lực đội viên chính thức." tuy rằng bổn tiểu thư biết tuyển ngươi chính là nhìn trúng hồn kỹ của ngươi đối với hồn đạo sư Tăng Phúc, nhưng một hồn hoàng vẫn là quá yếu. Ta biết ngươi đã đột phá tới cấp 20 nhưng vẫn chưa thu hoạch hồn hoàng. Một hồn sư có tổn hại thanh danh của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, chính thức bắt đầu thi đấu còn một tháng, bổn tiểu thư sẽ vất vả một chút cùng ngươi đi săn giết một con hồn thú đi. Mộng hồng trần nhìn hoắc vũ hạo kiêu ngạo nói.